Xe đạp F3 bọn em xin chào các bác nhé. Hôm em xin giới thiệu chi tiết với bác các bác chiếc Chevelo Velo 500 này các bác nhé. Chiếc này là mẫu xe đạp địa hình mới về của bên em và cấu hình con này cũng khá là ok. Trong tầm giá khuyến mại dịp 30 tháng 4 này là 3,9 triệu, chưa đến 4 triệu các bác nhé. Và các bác cùng em xem chi tiết chiếc này, xem nó có những cái gì trên xe. Đầu tiên về phần khung xe thì khung xe được trang bị khung nhôm. Khung nhôm không có vết mối hàn các bác nhé. Khung nhôm này rất là đẹp, tem sơn cũng rất là bóng đẹp các bác nhé. Đây, khung nhôm không có vết mối hàn, nước sơn rất là dày cũng như là đẹp. Đó, không có vết mối hàn rồi, làm ốc ác rất là đẹp này. Đó, chiếc này mang mã là Velo 500 các bác nhé. Chiếc này là khung nhôm rồi, đồ con này em nhìn cái khung này khá là chắc chắn và khỏe. Dáng khung khá là đẹp các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy dáng khung khá là bè và đẹp. Với một dòng địa hình thì dáng khung này là khá là ok mà giá thành thì khá là hợp lý, chưa đến 4 triệu. Đây là về phần khung xe. Tiếp đến ở phía trên tay lái thì chúng ta sẽ có một tay sừng chống mỏi này, cũng của Chevelo luôn này. Tay lái nhôm và pô tăng cũng đều của hãng hết. Tay bấm xả của xe thì được trang bị cặp tay bấm xả Simlo chính hãng nhé. Cặp tay bấm xả Simlo chính hãng này thì đem lại độ bền rất là ok với 3 tầng đĩa trước cũng như là 7 tầng líp sau. Ở phía dưới đây thì ta có một giảm sóc được trang bị khóa hành trình các bác nhé. Được trang bị khóa rồi. Bên này là lúm vặn tăng giảm. Giảm sóc của chiếc màu trắng đỏ này thì nó cũng được thiết kế màu trắng luôn các bác nhé. Thiết kế đồng bộ với cả xe. Ở phía dưới thì chúng ta có một trục bánh xe tăng mở nhanh cũng như là phanh đĩa. Xe được trang bị cũng phanh đĩa bên kia. Vành xe được làm bằng vành xe nhôm. Vành nhôm khá là dày các bác nhé này. Cái độ dày của chiếc vành này khá là ok này. Vành nhôm nhé. Chiếc này thì sử dụng lốp CST Oteran và kích thước lốp của nó là 26 x 1.95, 26 x 1.95 các bác nhé. Đây, 26 x 1.95 với gai lốp trung bình vừa phải. Các bác có thể đạp đường hỗn hợp được, đường trong phố cũng được, hoặc một chút đường rêu riếc cũng được các bác nhé. Cái lốp này thì các bác bơm căng lên thì chạy cũng khá là bon đấy, chứ nó không hề lặng đâu. Ở phần dưới của xe, một trang bị khá là cơ bản, đùi đĩa nhôm Prowell. Với dòng xe 3, 4, 5, 6 triệu thì cái trang bị này nó đa số nằm trên các con xe đấy các bác nhé. Đùi đĩa nhôm Prowell, củ đế trước Simlo Tolay. Trục giữa ở trong này thì cũng sử dụng là trục giữa vòng bi bạc đạn rồi các bác nhé. Củ đế trước này, Simlo Tolay này. Củ đế sau Simlo Tolay TZ và chạy líp 7 tầng phía sau các bác nhé. Líp gen vặn. Đó, với bộ chuyển động đồng bộ Simlo này thì em đánh giá khá là ok. Cũng như là khung nhôm thì khá là bền bỉ rồi. Khung nhôm khá là bền bỉ, bác nào mà thích chơi thể thao địa hình với tầm tiền khoảng tầm 4 triệu thì chơi con này khá là ok. Với yên da này các bác này, yên da khá là dày nhé. Đây, yên da khá là dày và to bản. Cọc yên thì ở đây thì chúng ta có mở nhanh để tăng giảm chiều cao, khá là dễ dàng. Đây là chi tiết của một chiếc Chevelo 500. Thì em giới thiệu với cả các bác, dòng này thì nó thích hợp cho các bác cao tầm khoảng tầm 1m57, 1m58 đến khoảng tầm trên 1m70, 1m75 đi con này ok các bác nhé. Và chiếc này nó phù hợp cho các bác thích thể dục thể thao và mang lại một độ bền nhất định. Với những dòng khung nhôm và đồ Simlo này thì nó mang lại độ bền khá là ok cho các bác rồi nhé. Bác nào thích chơi thể thao thì chơi con này là an tâm. Đó, ngoài ra thì chiếc này bên em đang có 3 màu các bác nhé. Ở đây em đang quay cho các bác màu trắng đỏ. Ở phía trong kia thì nó còn một màu đen đỏ nữa. Cũng như là phía ngoài này thì em còn màu đen cam các bác nhé. Đấy, các bác thích lựa chọn màu nào thì bên em đều đang có sẵn hết. Thì các bác thích chiếc xe này thì liên hệ với em, số điện thoại em để trên tiêu đề. Em xin chào các bác ạ, hẹn gặp lại các bác trong các mẫu xe sau của bên em.